thế anh em, cuối cùng mình đã chịu làm cái clip này rồi, làm về nội dung này rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em cái này, chết có mấy chưa sửa cái này. Lát nữa mình sẽ sửa này. Đây chính là một cái rank up, tức là một cái bảng đánh giá tất cả các nhân vật, 240 nhân vật trong game đấy. Làm cái này mất rất là nhiều thời gian, cho nên là mọi anh em dùng cái nó. Rồi, đại loại cái này chủ yếu là dùng cho những, là dành cho ai? Đó là dành cho những bạn nào mới. Và đây là những cái điều kiện của mình này. Không cần uniform, chủ yếu cho Shadowland tầng dưới 35. Không cần CTP, không cần Transcendent, không cần Tier 3. Và có thể là không cần Tier 2 nữa. Đó, và không có native Tier 2, Tier 3 như kiểu Nu hay là Mephisto hay là Thanos gì đấy. Là mình sẽ không có, đúng không? Đó, thì đây là chính là cái danh sách của mình. Mình chia ra thành như này. Có những các gọi là cấp. Đầu tiên là S cộng, S, A, B, Sida, Sida 2 và Sida nữa. Ba cái nhóm Sida này là bọn nào rất là phế. Sau đó mình sẽ có những nhóm bọn đắt khỏe và đắt Sida. Là sao? Mình sẽ nói đến cái này trước, tại vì nó là một cái đặc biệt. Đó, đắt Sida và đắt khỏe là những nhân vật nào mà phải dùng tiền mua, hoặc là phải mua Deluxe Pack. Ví dụ như là mất 2.500 Crystals hay là 6.600 Crystals thì là những đứa như vậy. Ví dụ mình có ở đây là con Nova Richard Rider này. Thằng này phải mua là mất 6.600 crystals, đúng không? Đương nhiên là sẽ rất là đắt và không phải là ai cũng chơi được. Và khi mà anh em có thằng này, chả ai tội gì mà mang nó đi đánh ở cửa Shadowland dưới 35 cả. Cho nên mình đặt nó ở phía sau cùng này, tại vì những bọn này là anh em thường sẽ dùng những cửa cao hơn. Tương tự như vậy thì những thằng như kiểu là xem nào, Moonstone thì Moonstone sẽ là ở cửa thứ đánh cửa 200 cũng được, không biết bao nhiêu, nhưng mà đánh rất cao, đúng không? Hoặc là những đứa như kiểu Rachel Summer hay Weapon Hex đều là rất là phải mua bằng tiền, hoặc là anh em phải rất là may mắn mới nhận được nó ở trong xem là ví dụ Dimension Mission hay là Danger Room đó. Còn ai nữa không? Ví dụ hoặc là Neymar rất là khỏe, nhưng mà đương nhiên là Neymar phải mất tiền thật để mua, đâu mất là tiền Việt Nam đâu khoảng 200.000 gì đấy, thì đương nhiên là không phải anh em nào cũng có những thằng như này, cho nên mình đặt ở dưới như này đó. Bên cạnh đó mình đã chia thành các cái nhóm, như anh em có thể thấy là màu tím là Universal, màu xanh ngang trời sẽ là màu Blast, màu đỏ sẽ là Combat và màu xanh lá cây sẽ là Speed. Mình sẽ cố gắng chia những cái này thành cái độ mạnh của nó. Đương nhiên ấy, đây cái clip này là cái bảng này là ý kiến của mình, cá nhân của mình thôi, và hoàn toàn anh em có thể có những ý kiến khác. Ví dụ mình nhiều đứa trong này mình còn không có, đúng không? Thì mình không thể nào mà 100% mình đánh giá được hết hoàn toàn chính xác cả. Với lại nữa là mình chưa dùng tất cả bọn này được, cho nên mình cũng chỉ đánh giá như vậy thôi. Với cả có 200 đứa này thì đánh giá đúng hết ấy, rất là khó, đúng không? Cho nên là nếu mà có sai gì anh em có thể comment bảo mình dịch chuyển một chút, mình thấy hợp lý thì mình sẽ đổi lại vị trí. Ok, đó, đấy là mình sắp xếp. Ví dụ như là Medusa hơn Ultra hơn Backbone chẳng hạn thế. Thứ hai nữa là mình chỉ tập trung chủ yếu vào bốn hàng đầu này, đó là S cộng, S, A và B. Còn những hàng phía sau này á, mình sẽ không phân chia thứ tự, nhất là ba cái hàng Sida này, tại vì đằng nào nó cũng Sida rồi, chả tội gì mà tốn công sắp xếp theo thứ tự mạnh yếu làm gì cả, đúng không? Cho nên mình để nó Sida luôn. Đó, mình tập trung chủ yếu là bốn cái đầu tiên này. Và phía sau này mình cũng để một chút là về độ mạnh, ví dụ như là Icarus kiểu gì cũng sẽ khỏe hơn Thain, và Mayza Thain sẽ khỏe hơn Nova, và hơn Ghost Rider, Slapstick kiểu như vậy. Cái này mình cũng không chắc chắn 100%, cho nên là mình sẽ không động nhiều đến phần này về độ mạnh, tại vì mình không có hết những người này. Ví dụ như là phần này chẳng hạn, mình chắc chắn là Moonstone sẽ khỏe hơn Professor X, Professor X sẽ khỏe hơn Spider-Woman kiểu như vậy. Đó, được rồi, thì đấy là về tiếp theo, đó là về độ mạnh của nhân vật trong này. Tiếp theo nữa mình muốn nói đến đó là những cái hình icon ở đây. Mình quên, mình chưa đánh dấu, mình chưa ghi chú thích. Thì đầu tiên là mình có hình cái đầu lâu này. Cái đầu lâu này nghĩa là dễ chết. Những nhân vật nào mà trong Shadowland mà nhảy vào mà động hở ra là chết ấy, thì mình sẽ có cái đầu lâu đấy. 100 thì nghĩa là những nhân vật nào mà yêu cầu ở những cửa đặc biệt, ví dụ như là Scarlet Spider chẳng hạn, anh em phải có nó ở cửa thứ 32 thì mới chơi được cái cửa nó yêu cầu dùng người nhện đó. Hoặc là ví dụ như là mình có đây là Kid Omega ở cửa 34, nó bắt buộc phải có nhân vật dùng Phoenix Force, cho nên mình cũng phải dùng Kid Omega ở đây, cho nên mình cho hai số 100 ở đấy là điểm cao, nó rất là quan trọng. Tiếp theo nữa là cái hình bàn tay nắm tay như này, đó là hai người yêu nhau đùa đấy, tức là những đội nào mà yêu cầu phải dùng tốt nhất là khi mà đi dùng cùng người khác. Ví dụ là sao,
Ví dụ mình có Ronan này, Ronan của mình có cái đấy này, hay là Mantis của mình có này, Songbird của mình có này, Ulysses Claw này của mình có này. Anh em muốn xem tại sao mà dùng như vậy á, có thể quay lại cái clip Shadowland của mình, nhưng mình sẽ show cho anh em đấy luôn. Là hai lý do mình dùng những đứa đấy. Đầu tiên, đó là những bọn này nó có thể gọi được đệ. Ví dụ thằng nếu dùng thằng Ulysses này chẳng hạn, nó gọi đệ này đấy, nó gọi ba thằng này ra, thì khi mà một team mà các anh em có ba thằng mà gọi đệ á, mình sẽ tìm một thằng khác cho anh em xem. Ví dụ như là mình có xem nào, Maximus chẳng hạn, thằng này rất là khủng khiếp luôn. Mình mới tìm được ra ngày hôm nọ, đó là cái khả năng thực sự của nó. Nhưng để mình tìm xem có mắt mình có bị đuôi không đã. Đâu rồi nhỉ? Lúc mình tìm chạy đâu mẹ rồi thằng à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây thằng này này, nó có rất là nhiều team gọi đệ ra thì rất là tốt. Đây vừa vào đã có hai thằng đệ rồi này đúng không? Sau đó khi mình thứ một có đệ không? Một lại gọi đệ tiếp ra này, gọi mấy cái con khỉ gió này đúng không? Số 2 gọi gì? Số 2 không gọi nhưng mà nó có stun. Được. Số 3 thì có gì? Số 3 tự bảo vệ mình rất là tốt. Số 4 gọi hai con đệ này ra tiếp. Số 5 lại gọi đệ tiếp. Thằng này có 3 skill 1 4 5 gọi đệ liền. Khi mà nó gọi như này ra ấy thì mình phải chỉ cho bọn đệ đánh bọn tấn bọn địch, còn mình chỉ đứng sau mình bắn trộm cũng được. Đó là cái hay của những thằng như này, thì mình đã có một số đứa như thế. Thứ hai nữa là những đứa nào mà nó có cái stun, ví dụ như mình có Songbird chẳng hạn, để mình tìm Songbird đã. Đây Songbird chẳng hạn, nó cái chiêu số 1 và chiêu số 2 của nó ấy, nó có cái stun rất là tốt luôn. Để khi địch nó đang đứng như này, ngấn một á, địch nó sẽ bị đơ nhầm một lúc, mất tầm 3-4-5 giây gì đấy. Rất là tốt cả hai chiêu này luôn. Thì khi mà mình đánh Shadowland á, mình sẽ dùng nó đứng cùng người khác. Nó chỉ cần đứng ngoài để nó phá hoại thôi. Còn nhân vật chính, ví dụ như là bạn có Cyclops chẳng hạn, nhảy vào là chết. Nhưng mà mình khi mình có con Songbird đấy, nó phá địch chẳng hạn, thì địch nó sẽ không bị, thì thằng Cyclops này có thể tập trung vào tấn công, còn mình địch nó sẽ bị đứng yên một chỗ cho nó đánh đúng không? Đó thì đó là hai cái mình dùng cái icon là nắm tay như này. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mình có hình cái trái tim này là sao? Cái này là những đứa nào có hồi máu, tại vì Shadowland mà có hồi máu rất là tốt. Đó ví dụ như là Morgan Le Fay hay là Ironhammer có chiêu hồi máu ở số 3, Morgan Le Fay có chiêu hồi máu ở số 2, Ancient One có chiêu hồi máu ở số 5. Tất cả những đứa này có hồi máu thì khi mà đánh Shadowland nó sẽ lẫn rất là nhiều, hoặc những đứa như kiểu War Tiger này nó có hồi máu liên tục luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy. Rồi, còn cái cuối cùng là hình ngôi sao khoảng choáng trên đầu này, tức là cái hình choáng trên đầu ấy, tức là những đứa nào mà có stun. Nhưng vừa rồi mình có nói đó là như kiểu Victorious hay là Hydro Man hay là Mantis nó có stun như vậy. Hydro Man thì không hẳn là stun nhưng mà cái chiêu của nó ấy. Mình qua đây mình tìm Hydro Man cho anh em xem này. Mình làm cái quá trình mình làm cái này rất là vui. Mình đáng lẽ ra phải học nhưng mà mình kệ mẹ, mình ngồi mình làm cái này. Cái thằng này á nó không hẳn là stun nhưng mà cái cách mà nó sử dụng nó rất là hay. Dụ số 3 này, 5 này chẳng hạn thế. Tức là địch nó luôn luôn, mình luôn luôn ở trong iframe và địch nó luôn luôn bị mình tấn công như này. Anh em hình dung không? Đấy, nó lúc nào nó cũng bị đơ như vậy. Thì mình lúc nào cũng trong trạng thái chủ động và mình quản lý được, mình xử lý được cái đội địch như thế. Thì mình lúc nào mình cũng quản lý được cái đội đấy. Đó, thì đó là lý do tại sao mà Hydro Man có. Hoặc là những đứa kiểu Crystal nó có một chiêu nó gọi địch nó trú vào trong một cái cục đá chẳng hạn. Thì trong thời gian đấy mình sẽ tấn công được địch. Rồi, đại loại đó là những cái cơ bản nhất. Mình sẽ thêm một số cái icon khác khi mà mình nghĩ ra thêm, nhưng mà hiện tại là có như này. Mà nó cũng chưa hoàn toàn 100% hoàn thành đâu. Ví dụ như là mình vừa nãy mình có thằng Ronan này, mình thì như là không có gọi đội chẳng hạn, mình sẽ phải bỏ cái này đi. Đó, được rồi. Đó, thì đây là những cái đứa dụng phải nhất. Thì anh em ưu tiên 4 hàng đầu, 3 hàng đầu là tốt nhất, tại vì 3 hàng đầu này nó là đánh được cho mình dùng bọn này trong vòng rất một thời gian dài rồi mà nó hoàn toàn có thể đi lên cửa 20 trở lên. Còn những đứa phía hàng thứ tư là những thuộc dạng kiểu như là đánh phụ. Ví dụ như là mình có ở đây mình có Rhino hoặc là Sandman này. Thằng Rhino này á, nó đứng một mình rất là phế, nhưng mà thỉnh thoảng mình đang dùng một đứa khác mà hết máu ấy, yếu ấy, thì mình dùng nhảy sang mình dùng Rhino mình đánh vài phát chơi, sau đó mình quay lại được chính của mình để mình tấn công, tức là dùng để câu giờ là chính. Đó, thì những đứa phía ngoài này mình dùng giá trị thấp hơn. Có những đứa như kiểu rõ ràng phía đầu tiên này là Doctor Voodoo hay là Firewell, Nova Sam Richard Raider này thì rất là khỏe rồi đúng không? Không phải bàn tán về những đứa này rồi. À, Sharon á, mình đặt ở đây tại vì đứng ở Tier 1 nó rất là cùi, nhưng mà ai cũng được con này Tier 2 free, cho nên mình đặt ở trên cao như này. Tương tự như vậy thì mình có ở đây là Black Widow này, K-19
Captain America và Iron Man ở đây, tại vì hai ba đứa này được free, cho nên mình đặt ở trong này, đúng chưa? Nó xem còn ai nữa không? Đó, à một vấn đề nữa đó là phía phần Vision cũng rất là khỏe, Vision có chiêu xử lý rất tuyệt vời luôn. Cái một cái nữa đó là như cái ví dụ một số đấu trên đầu này khá đắt, tại vì Deacon hay Ares đều phải chơi ở cái Sentry Epic Quest hay là Blue Marvel, Nova và Ant-Man, anh em phải chơi ở cái chắc chết gì giờ này anh em, là anh em phải chơi ở cái lab này mà ra, anh em phải đi vào đây anh em phải produce cái này ở đây thì nó mới ra được mấy cái ấy nhầm rồi. Chết mẹ phí thế. Đây này, phải ấn như này nó mới ra cái Blue Marvel này. Đó, hoặc là Ant-Man này, đấy. Còn nếu không có sẽ không được. Thì này khá là hiếm, nhưng mà nó rất là khỏe, cho nên mình vẫn đặt ở trên cùng này. Vì cả nó cũng rẻ hơn bọn đằng kia nữa, đúng không? Đó, thì mình đã làm một cái list như này, trông khá là hài lòng với cả nó. Nếu mà anh em có vấn đề, có cái gì mà muốn thêm hay thắt gì ấy, thì hãy comment. Mình chắc chắn mình sẽ làm thêm nữa những cái khác nữa, ví dụ như là Boss World Boss hay là Best CTP hay là bất kỳ gì đấy. Nhưng mà sau này mình có thời gian mình sẽ đầu tư vào cái đấy sau. Nhưng hiện tại mình nghĩ là cái này rất là tốt cho anh em đang mới chơi rồi. Đương nhiên những đứa như kiểu Sida này thì anh em nên né ra, tại vì không nâng lên, tại vì nó rất là phế. Ok, đó, cảm ơn anh em đã xem. Nếu mà anh em có muốn là mình làm thêm về gì thì có thể comment để mình xem xét và đó, góp ý các thứ. Ok, thank you, bye bye.